Vâng, em xin chào các bác. Hôm nay thì là em lại nên thêm cho các bác ở đây là một cái con cục công suất kiêm giải mã nữa của Onkyo đời cao, đời USB các bác nhá. Đấy. Đời này là đời kịch số của đời N7, là con N7 NX các bác nhá. Đấy, đời kịch số của đời N7 luôn, là con N7 NX, đời cao nhất của đời N7. À, cao gần thứ nhất. Trên nó sẽ còn một con nữa là con N7X, nhưng con N7 NX này cũng đời cực kỳ cao rồi. Và tiếng cũng rất là hay. Đấy, ngoại hình của loa của cục thì còn rất là đẹp các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó. Ở đây nó còn ít các cái xốp này. Đấy, nó vừa về là hàng nói em mới lau đi nhưng mà hình như là bên này là chưa nóng bớt xốp gì rồi. Đấy. Nó còn ít xốp nhá. Đấy. Sạch sẽ đi phát là đấy, đều ok luôn. Đấy. Thấy chưa? Đẹp long lanh luôn. Onkyo N7 NX đời rất là cao, đời 2011 các bác này, đời 2011 nhá. Đời 2011 đời rất là cao. Đó và con này có công suất là 60W điện 100V các bác nhá, điện 100V. Đó. Đấy. Và con này thì mình sẽ có đầy đủ các kết nối đường dây điện thoại, là đường dây AV, là đường video in, đường thép in, và đằng trước mặt là đường 3.5, là đường line in để mình kết nối. Đấy, và đằng sau và dưới đây thì sẽ có đường quang nữa. Đấy, đường quang này để kết nối với đường quang TV, mình cắm nghe nhạc trực tiếp từ đường quang TV ra công suất của con N7X này, hoặc mình có thể sử dụng con này như một cái DAC nhé. Đấy, con này như một cái DAC này. Thì con này thì mình sẽ kết nối được qua tín hiệu của đường thép A ở đây, thì mình làm được thành một cái DAC giải mã, tức là giải mã quang thành AV và đưa xuống đi to được, làm nguồn phát cho USB được. Đấy, tức là cũng cắm cái đường thép A vào luôn nhé, cũng là cái đường thép A này nó sẽ out được tín hiệu từ đường quang đưa ra, đưa xuống dưới âm đi để làm giải mã quang này, tín hiệu từ đường USB để làm giải mã tiếng USB đưa xuống dưới âm đi này. Đấy, và con này thì CD còn đọc luôn các bác nhá, CD còn đọc luôn này. CD còn đọc đấy. Đó. Đấy. Thấy chưa? N7 NX nhá. Con N7 NX này thì đây, các chức năng của nó là em sẽ test cho các bác này. Các chức năng thì vẫn còn chạy ok nhá. Đấy. Đấy, đấy. Ví dụ như chức năng CD này. Đấy. Thì anh nào chơi CD thì anh bấm CD play ở đây là nó sẽ chạy này. Đấy. Này nhá. Thì quá trình đọc đĩa nó sẽ mất mất một chút thời gian. Đấy. Đấy, sau khi mà nó đọc thì nó sẽ bắt đầu chạy bài như này. Đấy, và ở trên mặt máy đây là có nút next ở đây nhá, nút này nút next nhá, anh có thể next bài ở đây. Đấy. Con N7 NX này thì nói chung là hàng nó về thì như các bác thấy đây là nó còn đẹp này. Đấy, vỏ máy còn rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy nhá. Ông Nhật ông còn viết cái gì ở đây mà đường vào của cái gì đó sang video này, tức là cái đường đằng sau này. Này đường video này này, để cắm đường video in này để nghe nhạc gì đấy. Đấy. Ông đánh dấu sẵn là đường vào video để ông biết là kết nối đường video nghe nhạc ấy. Đây nhá, em sẽ kết nối các cái đường video đấy. Và đường quang nhá, để thử từng đường một cho các bác. Đấy nha, thì CD các bác thấy nó đọc bình thường này, thấy chưa? Đấy, và vẫn như thông lệ cũ nhá, thì là cái CD này là em test thêm thôi em, để em không bao chạy chức năng CD bởi vì cái đĩa này bây giờ ít người dùng rồi. Cái này chủ yếu là test thêm cho bác nào cần đĩa thôi. Đấy, còn đâu chủ yếu là nhà em bán là bao chạy công suất để về cắm điện thoại máy tính và cắm đường quang TV nghe nhạc. Đấy, con này thì có USB thì các bác có thể cắm thêm USB đây. Này. Đấy nha, này cắm USB vào này. Cóp cho em các định dạng file nhạc là MP3 và WMA nhé. Hai định dạng nó ghi ở đây này. Đấy, thì các bác ấn play USB ở đây chuyển sang là được. N7 NX nhá. Đó. Lách bài ở đây nha, lách bài ở đây nha. Các bác chờ em một tí, có đủ điện thoại không? Vâng. Đấy nhá, thì em vừa có cuộc gọi điện đến đấy. Thì như các bác thấy đây là đường USB vẫn chạy này.
Đấy được chưa? Rồi mình nick bài được nha. Này. Đấy. Tuyệt vời luôn. Đó. Đấy, USB. Xong nha, USB chạy ok này. Bây giờ em test tiếp đến đường vào là video này. Là cái đường vào để cắm điện thoại máy tính ấy. Các bác không chỉ cắm đường video là nghe nhạc được nha, các bác có thể cắm các đường khác, ví dụ như là đường tép bay, tép pin trên này nhá. Tép pin trên này cũng được nha, nhưng mà cắm đường nào chuyển đường đấy thôi. Ví dụ như các anh cắm đường in ở đây là đường tép này thì các anh phải chuyển đúng đường tép. Đấy, thì mới có tiếng nhá. Rồi, input để chuyển đường tép này. Đó. Với công suất 60W thì con này nó có thể kéo những cặp loa bass nó khoảng tầm 16 đổ về rất là ok. Đấy. Thậm chí là em đã thử kéo cả bass 20 thì em thấy nó cũng quánh khá là được. Đấy. Với dòng trở kháng 8 ohm mà công suất khoảng 70W thì 70W nó quánh em thấy nó ra tiếng cũng rất tốt. Đấy. Còn về đường quang này thì các anh cắm đường quang vào, sau đó anh ấn chuyển input đây cho em chuyển sang đường đốc DIG này. Đấy. Đấy, thế là nghe được đường quang thôi. Bác nào mà để đường cái này cảm thấy phức tạp quá thì có thể như này nhá, ấn phần menu này, phần name select này thì các bác ấn enter này, ấn Z này. Đấy, sau đó xoay nó về cái phần digital, ấn Z được nữa nhá, thì nó sẽ chuyển sang digital thuần túy thôi. Đấy, thì mình sẽ dễ nhận dạng hơn đúng không? Nhiều khi ghi đốc xong gạch ngang DIG nhiều khi mình không nhìn rõ được là đường quang. Đấy, thì em sẽ để sang đường digital cho các bác nhá. Bây giờ mùa thu, trời mây mong manh quá như thương ngày chia xa. Đấy. Cái con này thì mình có thể là chỉnh bát tép trên khiển được nha. Đây đấy, mức bát cộng 5 là tối đa này, tông nữa sang chét này. Ngoài ra có thêm ba chế độ, hai chế độ bát này, em bát 1 em bát 2 này để nghe nhạc nhá. Đấy. Đấy. Mặt đường đây, cái này là cái khiển xịn của Onkyo mã là rồi 600. Với cái khiển này thì là các anh có thể chỉnh được rất nhiều các cái đời máy, trong đó có cái đời DX này. Đấy, to nhỏ được. Đấy, to nhỏ được nhá. Chọn bài được, rồi là chọn bài được, rồi là chúng ta có thể là chỉnh bát tép được nhá. Có mỗi cái tắt nguồn này không tắt được rồi. Đấy. Một ánh mắt nồng nàn. Đấy. Đấy thì con này giá của nó là 1.990.000 nhá. Đấy. 1.990.000. Thế bác nào mua thì liên hệ cho bên em nhá. À như này đi nhá, thì hôm nay thì là đấy, thi thoảng là nhà em hay có một vài chương trình khuyến mại, như thôi hôm nay em khuyến mại trước luôn nhá. Thì em tặng luôn các bác cái khiển này. Cái khiển này bây giờ các bác mua rồi ngoài khoảng 400 một cái khiển này, các bác biết rồi đúng không ạ? Khiển này nhà em đã bán rất nhiều rồi và cũng đang bán rất nhiều rồi. Đấy nhá. Khoảng 400 cái khiển này. Đấy thì cô em bán coi như em tặng các bác cái khiển này luôn nhá. Để về các bác chỉnh to nhỏ, chỉnh bát tép nhá. Chỉnh bát tép. Đấy. Ok nhá. 1.990.000 con N7NX này, thì bác nào mua liên hệ cho bên em nhá. Đấy. Khiển này khiển xịn luôn chứ không phải khiển theo kiểu khiển khiển học đâu nhá. Khiển học đem không chấp. Đây là khiển xịn của Onkyo luôn. Đấy. Còn cái khiển học của tàu có 100.000 này, không chấp cái khiển này luôn nhá. Khiển này nhìn xịn rất là nhiều. Đấy, ok nhá. N7NX 1.990.000 đồng được tặng kèm một khiển này. Một bộ duy nhất này nhá. Bác nào mua thì liên hệ sớm, chốt sớm không đến lúc lại mất nhá. Ok, em xin chào các bác. Và con này thì có chiều ngang là quyền 20 này. Đấy, chiều sâu khoảng 2
27-28 cm và chiều cao khoảng 15 cm nhé. Ok, em chào các bác nhé. Và bác nào mua hàng em vui lòng liên hệ ngay số là 0966 594 581 hoặc là 0979891682 nhé. Vâng, em xin chào các bác ạ. Vâng.